Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Thì mình là Phan Đông Giang đây. Thì cái đây là cái đoạn tiếp nối sau cái video mà cái đoạn trước là mình được thông báo rằng là mình đã đủ 1.000 subscriber và 1.000 4.000 giờ để mà đủ đủ điều kiện để mà xét xét duyệt cái việc kiếm tiền ha. Thì trong ngày hôm nay đây là mình đã được thông báo rằng là mình đã được là đối tác của YouTube, là tức là được kiếm tiền từ YouTube nha các bạn ha. Thì tức là các bạn phải đợi nó duyệt ha. Đó thì sau mình thấy nhanh lắm, như các bạn thấy đây, hôm nay là ngày ngày 5 tháng 4, thì sau có 1 2 ngày chứ mấy, đúng không? Thì nó khá là nhanh, mình thấy nó khá là nhanh nên là cũng rất đơn giản thôi. Đó thì mình khi mình vào cái trang tổng quan của mình đó, thì nó hiện lên này, bạn hiện là một đối tác của YouTube, nó chúc mừng mình ha. Thì đó, thì trong cái mail á, thì nó cũng hiện những cái thông tin về thanh toán ha, nó cũng không có gì cả đâu. Đây đó, thì khi bạn vào cái Google AdSense nè, những cái thu nhập ước tính ha, nói chung là như vậy. Trong này là cái thì mình sẽ nói sơ cho bạn Google AdSense là như thế nào ha. Mình cũng đã tìm hiểu rồi, thì nó đơn giản chỉ là một cái ví để các bạn được tiền, nó giống như một cái ví được tiền của cái tài khoản YouTube của các bạn vậy đó. Các bạn nạp, nói chung là các bạn rút tiền từ cái AdSense này, nó giống như là cái tài khoản ngân hàng của các bạn vậy đó ha. Các bạn chỉ đơn giản nó là như vậy ha. Rồi rồi thì hai phần này nó cũng đơn giản thôi. Khi bạn đã thành đối tác của Google thì bạn vào cái trang này được ha. Rồi những cái đặt bên này thì cũng mình thấy nó cũng đơn giản, không có gì để nói cả. Rồi đó thì mình nhận nhận được những cái thư về thông tin thanh toán các kiểu ha. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem là mình bật quảng cáo nó như thế nào ha. Đấy, thì trước khi mình làm những cái video các bạn thì nó sẽ không có cái nút tiền này ha, và nó cũng không có cái chữ kiếm tiền này luôn nha. Thì mình thấy như hiện tại mình thấy nó có hai cách để các bạn bật quảng cáo. Một là cho nó bật toàn bộ, nói chung là bật hết luôn, tự động luôn. Google YouTube này sẽ tự động tối ưu cho mình luôn. Hai là các bạn sẽ bật thủ công ha. Thì mình sẽ làm cho các bạn hai cái này luôn ha. Mình sẽ cho các bạn xem là một cái là bật toàn bộ và một cái làm thủ công như thế nào ha. Ví dụ thủ đây, mình sẽ làm hai video này nha. Đây, video này và video này. Rồi, bật tự động đơn giản nhất là sao? Các bạn bấm vào đây, bấm bật và lưu. Xong. Như vậy là xong. Tí nữa mình sẽ cho xem là xong xong như thế nào ha. Rồi, bạn đợi xíu nha. Đấy, các bạn thấy cái nút kiếm tiền không? Bấm vào nút bật và bật kiếm tiền thôi. Các bạn đợi xíu nha, mạng mình. À, rồi, đó, cập nhật rồi đó. Đây này, đây, các bạn thấy không? Câu này xin chúc các bạn được vào đối tác chưa? Bạn có thể kiếm tiếp, kiếm kiếm tiền từ video YouTube ha. Đó, rồi nó bật như thế nào thì mình sẽ vô đây mình xem. Thì cái này nó chưa bật, mình sẽ cho các bạn xem nó chưa bật như thế nào ha. Các bạn cứ bấm vào cái nút kiếm tiền này. Bấm vào đây để cho nó mở lên cái tab mới. Rồi, đây thì sẽ cho các bạn xem là kiếm tiền lên như thế nào đó. Ví dụ như cái này mình bấm bật, các bạn thấy cái này mình chưa bật nha, tức là thì mọi thứ nó ở trong đây nó mờ mờ hết ha, nó mờ mờ hết. Khi mà mình bấm nút bật nè, xong là nó hiện cái đống này lên cho mình nha. Mình so sánh với cái này, cái này là vừa vừa bấm bật đúng không, thì mình sẽ mở riêng như cái tab này cho bạn xem này. Khi mình bấm bật nó như thế nào và mình chưa bật thủ công nó sẽ như thế nào, và mình bật tự động nó sẽ như thế nào. Đây là một cái video mà mình bật tự động ha. Hồi nãy mình bật cái nút bật ở ngoài này nè. Đó thì các bạn thấy là trong đây nó tự bật hết cái đống này cho mình không? Bật quảng cáo lớp phụ, thẻ tài trợ cái gì đó mình không quan tâm, nó bật hết cho mình luôn. Và ba cái này nó tự động bật cho mình luôn các bạn ha. Nó tự động tối ưu luôn. Rồi, này, các bạn cũng nói nội dung rất đơn giản ha. Cái chạy quảng cáo trong video này, tức là các bạn đang xem video mà nó bấm cái quảng cáo lên đó, thì là những video dài hơn 8 phút thì mới chịu được, mới mới được ha. Đó thì khi mà các bạn bật bấm cái nút bật tự động này nè là nó bật hết cho các bạn luôn ha. Các bạn yên tâm thì Google sẽ cố gắng làm sao YouTube Google sẽ cố gắng tối ưu cái trải nghiệm để khỏi mà làm phiền người dùng ha, các bạn yên tâm. Rồi, còn cái này là bật thủ công như nhau. Khi các bạn bấm bật này xong, các bạn bấm xong thì nó sẽ hiện cái này, bạn muốn bật cái nào là chuyện của bạn. Đây này, đây 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 ha. Đó, bạn biết tại sao không nay không bật này được không? Bởi vì cái video mình ngắn quá rồi nha. Để mình cứ bật hết là mình sẽ cho mình làm cho các bạn xem cái video dài rồi nha. Tức là bởi vì video của mình này có 5 phút này nên là mình không có bật được hai này, không bật được cái này đó ha. Rồi mình cứ lưu lại nha, nó đơn giản vậy thôi các bạn. Bật quảng cáo là bật đơn giản vậy thôi. Và các bạn bật mình để xem thử nó có cái nút bật nào mà bật toàn bộ không nhỉ? Chắc không có nha. Thì không có nha. Rồi, cái này cứ lưu vậy, cái này là bật rồi này. Thì cái này mình lót lại thì nó sẽ ấy ha.
Ồ, để mình kiếm cái video nào ba đây, cái này 30 giây phút ha. Mình sẽ bấm vào đây. Qua đây xem. Thấy nó cũng đơn giản lắm. Rồi, mình sẽ bật, nếu mà mình các bạn xem mình bật cái này lên là ba cái này nó sáng này, bởi vì là video mình hơn 8 phút. À, bật nè, xong nè. Rồi. Tích hết cái này đã, tích cái này nó hiện nè. Đó. Rồi, mình cũng bật hết luôn. Đó. Rồi các bạn hoàn toàn có thể quản lý quảng cáo giữa video, tức là bạn muốn cái video nó xuất hiện ở đoạn nào được luôn. À, bạn bấm vào đây. Rồi các bạn bấm đặt tự động. Bạn có thể có hai cách, một là bạn chọn từng chỗ để các bạn bấm vào thêm điểm quảng cáo ha, hoặc là bạn bấm đặt tự động. Đặt tự động tức là YouTube sẽ tự động đặt các quảng cáo phù hợp mà không gây gián đoạn ha. Đây này, đây này, đây này, thì bạn đọc nha. Rồi đấy, các bạn đặt cái này đấy, các bạn đọc này, hệ thống sẽ tự điểm chèn quảng cáo. À, rồi mình có thể tắt đi không sao cả. Còn mình có thể tự động đặt là mình bấm đặt chỗ nào mình bấm thêm điểm quảng cáo, mình muốn mấy cái cũng được, hình mình không nhớ là bao nhiêu cái. Hình như video càng dài là đặt được càng nhiều ha. Đó, mình bấm đây, mình chèn điểm quảng cáo, mình đang chèn điểm quảng cáo, mà bấm ngẫu nhiên ha. Đó, xong bấm lưu tiếp tục. Rồi đơn giản. Mình không hiểu tại sao khi mình tắt cái này nó lại hiện như vậy. Em bấm vào đây nó còn không? Đó, nó vẫn còn, nó vẫn còn các bạn. Rồi, mình đã bật hết lên rồi ha. Mình đã bật hết lên rồi, rồi mình bấm lưu. Rồi sau những cái video tiếp theo, một hoặc làm chấm một là một vài cái video tiếp theo, mình sẽ cho các bạn thấy là tiền kiếm từ những cái video chỉ có vài chục view như thế này thì nó bao nhiêu tiền ha. Ok, thì đó đó là cái video mình đã show cho các bạn là cái lúc mà Google nó báo mình nhận bật kiếm tiền nó như thế nào, và cách bật cách cách mà cái điều kiện để mà mình được kiếm tiền nè, được bật kiếm tiền nè, và cái việc mà đăng ký nó như thế nào, và cái việc mà các bạn bật từng cái kiếm tiền nó như thế nào ha. Thì những video tiếp theo mình sẽ nói về cái việc mà những video này kiếm được bao nhiêu tiền ha. Ok, thì chắc là khoảng một tháng đi ha, một hoặc là một tháng, một vài tháng gì đó mình quay lại cho các bạn xem. Ok, thì hy vọng các bạn thấy video này thú vị ha. Mình biết là video này nó chỉ là cho bạn thêm một góc nhìn thôi, chứ cũng không có gì hay ho cả. Ok, thì mình sẽ quay thêm những clip về cái việc mà kiếm tiền ha. Xin lỗi các bạn, thì cái phần hồi nãy mình chưa xem, mình chưa nói cái phần này. Hồi nãy các bạn nhớ cái chữ mà xin chúc mừng bạn bạn trở thành đối tác kiếm tiền từ Google, nó có hai cái chữ bên này là kiếm tiền ngay, cái gì này này, đây 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 đây, cái đoạn này này, kiếm tiền từ video hoặc là bỏ qua. Thì khi mà mình bấm vào cái kiếm tiền từ video này thì nó hiện ra cái bảng này cho mình, các bạn bật kiếm tiền cho tất cả video của mình luôn, là mình khỏi làm phải thủ công thủ công từng cái ha. Tải lên kiếm tiền. Ok, bây giờ mình bấm áp dụng cách tự chọn ha, bật nè, bật tất cả nè, áp dụng này. Ok, các bạn thì các bạn vừa thấy không, thì nó vừa cập nhật cho mình là YouTube vừa cập nhật cho mình bật kiếm tiền cho toàn bộ những cái video mà mình đang để công khai ha các bạn ha. Những video mà nào mà mình để công khai là đều bật hết. Ok, thì chắc bởi vì nó bật mình tổng cộng là hơn 100 video, thì nó bật hơn 100 cái thì cũng mất nói chung là khoảng 2 phút các bạn à. Ok, thì đơn giản là như vậy thôi, đấy là bật một phát là cho tất cả các video. Ok, thì như hôm nãy mình nói là những video sau thì mình sẽ cho các bạn thấy là mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền cho từ những cái video có vài chục hay là vài một vài trăm view như thế này ha. Ok, đợi những video tiếp theo của mình nha. Bye bye.